mọi người nhé. Hôm nay anh em mình tổ chức một cái chuyến trải nghiệm cho anh em nhân viên của Land Rover Việt Nam. Thì anh em mình sẽ tổ chức cái chuyến này đi là đi lên Sapa Y Tý Lào Cai. Chuyến đi kéo dài 3 ngày. Thì hiện tại bây giờ mọi người sẵn sàng rồi, xe cộ đã đâu vào đấy, mọi người cũng rất là hứng phấn chuẩn bị lên đường. Đấy, bây giờ là sẽ cung đường đầu tiên là chạy cao tốc lên đến Yên Bái, sau đó là từ Yên Bái sẽ đi một cung đường trải nghiệm off-road để thử xem mấy em Defender, Vela, Sport, em kia là Evoque, em đi thế nào. Rồi, tí nữa sẽ hẹn mọi người trong cung off-road nhé. Rồi, sau 100 km đường nhựa đẹp thì anh em chúng tôi đã vào đến cung off-road trải nghiệm của ngày hôm nay. Thì chúng tôi đang ở cái địa bàn của huyện Văn Yên. Nơi đây là rất là nhiều quế hồi. Bây giờ chúng tôi đi xuyên qua một khu rừng trồng quế. Đấy, thì anh em vẫn đang thụng thẳng lên dốc, rất là đơn giản. Đi trước là con Defender 110. Nói chung là đường này thì không có gì là quá khó đối với Land Rover cả. Đường này gặp trời mưa thì nói chung là anh em cũng phải sử dụng nhiều kỹ năng đấy. Hôm nay trời nắng khô á, nên là không có gì để khó khăn nhỉ. Chậm chậm anh quay. Rồi. Đấy, con dốc này khá là dốc này. Cái lối lên này có vẻ là dễ hơn. Hôm trước đi cái lối xuống đằng kia nó khó lắm. Hôm nay trời nắng này không có gì là khó khăn cả. Rồi, phía trước thì khá là dốc đấy. Cứ lên đây, lên đỉnh đèo đi. Anh nhìn thấy rồi. Bẩn phết đây, nhiều bùn đấy. Bây giờ anh em chúng tôi đã vào được đến lõi của vùng đất Văn Chấn, Yên Bái. Anh em chúng tôi dừng đây ăn trưa. Thực ra là cũng chưa đến được cái điểm lý tưởng để dừng lại ăn trưa, nhưng mà thôi muộn quá rồi. Thì dừng lại ở cái chỗ với ngã ba của cái đường Liên Nương thế này. Chỗ này hỏi bà con mà không có xe, thế là đỗ luôn đây. Ở đây anh em tổ chức nướng thịt ăn trưa. Đói quá rồi, đang lên đồ làm bữa trưa. Bữa trưa đơn giản thôi, ăn tí thịt nướng, uống lon coca lên đường tiếp. Anh em mình là đi vào đây là đi thử xe, đi kiếm mấy cung đường khó để loanh quanh đây để trải nghiệm với xe. Thì vừa đi qua cái đoạn đèo ở trên này kìa, đường đất này. Thích quá. Cái dốc gì trên này. Nhưng mà dốc đấy trời mưa chắc không đi được nhỉ. Rồi mưa công nông cũng chả đi được luôn. Sau khoảng một vài tiếng chuẩn bị thì bây giờ đã xong rồi. Anh em chuẩn bị chén thôi. Vâng ạ. Cứ ta dùng 5 quân nhá. Hả? Anh quay vlog à? Rồi quay thì tối cho bọn em xem anh vlog gì.
Đấy, đây là cái đây cho vào đây. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến đi. Bây giờ là 8 giờ rồi, đã đến giờ xuất phát và mọi người có vẻ như đã sẵn sàng. Xin chào mọi người, good morning everyone. Đây, mọi người sẵn sàng rồi, chuẩn bị lên đường. Khách sạn đẹp quá. Mọi người ngủ ngon không? Ngon anh em. Ngon rồi. Hello. Tối qua không phá sức chứ? Đi chơi chắc về sớm không? Ngủ lúc 10 giờ nhỉ? Đấy à? Ok, rồi anh em sẵn sàng chuẩn bị lên xe nổ máy lên đường nhá. Hôm nay anh em sẽ đi lên khám phá cung đường Y Tý. Y Tý Lào Cai, cột cờ Lũng Bô và ngã ba sông Hồng, nơi cái con sông Hồng chảy vào đất Việt. Đi kiểm tra kỹ thuật buổi sáng, dầu mỡ nước, rửa kính, áp suất lốp. Các xe đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường. Ôi, mọi người sẵn sàng rồi thì lên xe thôi. Lên xe anh em mình chạy ra cây xăng đổ xăng. Xong sau đó là Y Tý thẳng tiến. Xe hướng dẫn quay lại để đưa bộ đàm đây. Quay đầu đây. Buổi sáng sớm mà trời khô ráo mây mù như này thì báo hiệu một ngày nắng đẹp. Sapa hết sương mù rồi, chuẩn bị nắng lên rồi. Hy vọng một ngày đẹp trời. Đoàn đi đến đây thì gặp một chiếc mây rất là đẹp bên tay trái. Sẽ dừng lại để quay phim. Ok, sau 70 km đường từ Sapa lên đến Y Tý thì bây giờ đoàn đã lên đến Y Tý rồi. Thì hôm nay ở dưới Y Tý thung lũng nó bị mù quá nên là anh em phải di chuyển lên một cái đỉnh một con đồi rất là cao ở cạnh Y Tý, cách Y Tý khoảng 4 km. Thì từ đây thì mọi người lại có thể ngắm nhìn được mây vì đang cao hơn mây. Đấy, thì đoàn dừng lại đây cắm trại để ăn trưa. Đội hậu cần đã sẵn sàng rồi, đang chuẩn bị nhóm bếp set up camping này để nối mọi bữa ăn trưa. Trưa hôm nay là sẽ ăn món bánh mì kẹp. Công tác hậu cần sẵn sàng rồi, ô dù cũng đã set up xong. Phải chuyển tay nhá. Xin chào mọi người, mình là Đức Tuấn Land Rover. Xin chào mọi người, mình là Phục Land Rover. Xin chào mọi người, mình là Quang Land Rover. Xin chào mọi người, mình là Bằng Land Rover. Xin chào mọi người, mình là Minh Land Rover. Minh Hải Phòng, đây là Minh Land Rover Hà Nội. Mình là Dũng Land Rover. Nào, giới thiệu nào Nina. Hello mọi người, mình là Nina. Cầm luôn, cầm. Hello, mình là Quang Nguyễn. Hello mọi người, mình là Tuấn Land Rover. Hello mọi người, mình là Đăng, Đăng Land Rover Hà Nội. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình là Linh
Phương Land Rover. Xin chào mọi người, mình là Thảo. Xin chào, mình là Hùng Land Rover. Và đây là những chiếc xe Land Rover vô cùng tuyệt vời của gia đình nhà Land Rover. Rồi, bây giờ là 4 giờ chiều. Sau một đoạn đường phải nói là khủng khiếp, sóc lòi bong bóng ra, thì bây giờ anh em đã đến đây, cột cờ Lũng Bô thuộc tỉnh Lào Cai. Đấy. Bây giờ mọi người đã xuống xe, leo lên trên cột cờ để nhìn được cái view ở phía bên kia sông. Đó là ngã ba sông nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt và nhìn thấy biên giới của Trung Quốc. Hôm nay trời rất là đẹp, nắng vàng, nhiệt độ khoảng 25 độ C. Mọi người rất là hứng khởi trong chuyến đi. Thì sau điểm này thì đoàn sẽ di chuyển về Lào Cai. Nói chung là đường từ đây về Lào Cai thì cũng thẳng rồi, rất là đơn giản thôi, không có gì là khó khăn cả. Từ Lào Cai sẽ tiếp tục đi về Sapa. Thì dự kiến khoảng 1 tiếng 30 phút nữa thì đoàn sẽ về đến Sapa. Kết thúc ngày thứ hai. Xin chào mọi người, chào buổi sáng. Và đây là ngày thứ 3 của chuyến đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi khám phá Sapa Y Tý và các địa điểm du lịch ở Lào Cai. Và bây giờ mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị xe cộ, chất hành lý và rút quân về Hà Nội. Ngày hôm nay đoàn sẽ đi theo hướng Mù Căng Chải, Tú Lệ, Nghĩa Lộ, sau đó về đến Hà Nội. Mọi người không còn hứng khởi giống như hôm qua rồi. Sau ngày dài hôm qua anh em khá là mệt. Nhưng hôm nay sẽ không đi off-road nữa mà sẽ chỉ chạy đường chính để về thôi. Ok rồi, hiện tại thì đoàn đã đi về đến điểm dừng nghỉ cuối cùng của cao tốc Hà Nội Lào Cai. Sau một ngày dài mệt nhoài này, những em Range Rover qua những cung đường khắc nghiệt của miền Tây Bắc Việt Nam. Sáng hôm nay đoàn đã đi từ Sapa qua những cái địa danh như đèo Ô Quy Hồ, qua Than Uyên, về Mù Căng Chải, lên đèo Khao Phạ, về Tú Lệ, thưởng thức những món ăn đặc sản như là qua Nghĩa Lộ. Sau đó lên đường cao tốc và bây giờ là 5 giờ chiều. Đoàn đã về đến trạm dừng nghỉ cuối cùng của cao tốc Hà Nội Lào Cai. Thì mọi người nói chung là rất là vui vẻ và khỏe khoắn. Đấy, thì bây giờ đoàn sẽ di chuyển tiếp theo về sân bay Nội Bài. Tại sân bay Nội Bài thì một nửa quân số của thành viên tham gia đoàn đi sẽ bắt máy bay để bay vô Sài Gòn.
Còn lại anh em còn lại sẽ đánh chiếc xe này về thẳng gara của Land Rover Việt Nam tại Hà Nội, bảo trì bảo dưỡng để tiếp tục tham gia những chuyến tour sắp tới. Thì rất là mong sẽ sớm được gặp lại mọi người ở trên những chuyến đi sắp tới của Land Rover, khám phá những vùng đất mới của Việt Nam.